Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Thế Tâm sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách để làm sao video của chúng ta được đề xuất trên YouTube và được nhiều người biết đến video của chúng ta. Và trước khi đến với cách thức làm sao để được đề xuất trên YouTube, thì bây giờ Thế Tâm sẽ giới thiệu sơ bộ cho các bạn về cái thuật toán của YouTube, làm thế nào để YouTube biết mà đề xuất một cái video đến với mọi người. Và như các bạn cũng đã biết, khi một cái video mà được đề xuất thì chắc hẳn video đó YouTube đánh giá rất cao, cho nên YouTube mới đề xuất rộng rãi đến người dùng. Và YouTube dựa vào đâu để đánh giá cao video đó? Điều thứ nhất, đó chính là tỷ lệ nhấp. Và cái tỷ lệ nhấp là gì? Tỷ lệ nhấp nghĩa là khi chúng ta đăng video lên và người dùng nhấp vào video của chúng ta để xem. Đó gọi là tỷ lệ nhấp. Và muốn có được tỷ lệ nhấp này thì chúng ta bắt buộc phải có lượt người đăng ký thực sự. Bởi vì khi một kênh mới đăng một video ra thì nếu các bạn không có lượt người đăng ký thì chắc chắn sẽ không có ai biết đến cái video đó của các bạn. Cho nên nếu chúng ta muốn có lượt người nhấp vào video của chúng ta thì chắc chắn bắt buộc chúng ta phải có lượt người đăng ký. Vì đây là cái sân chơi dành cho người sáng tạo, cho nên nếu mà tất cả các bạn muốn có lượt đăng ký thì chắc chắn các bạn sẽ chọn cho mình một cái chủ đề cố định nào đó hoặc là một cái chủ đề đa dạng cũng được. Và các bạn phải chăm chỉ đăng video ít nhất là một tuần một video. Và cái tỷ lệ làm video của các bạn phải đòi hỏi ngày càng cao hơn, ngày càng hấp dẫn hơn. Chứ không thể nào khi các bạn mới tạo kênh ra, các bạn mới chỉ đăng một hai video rồi các bạn đòi hỏi lượt xem, lượt đăng ký, không ai xem, không ai đăng ký. Thì các bạn mới đăng video ra, cái video của các bạn nó cũng chưa hoàn thiện gì mấy và nó cũng chưa có cái chủ đề cố định nào hết. Cho nên khi các bạn mới đăng một hai video thì rất khó mà để có lượt đăng ký. Và trở lại vấn đề chính của chúng ta, khi chúng ta có lượt người đăng ký, khi chúng ta đăng video ra thì bắt đầu điều đầu tiên là cái tỷ lệ nhấp. Và sau khi các bạn có cái tỷ lệ nhấp video, cái điều thứ hai YouTube cần quan tâm đến đó chính là thời gian xem video. Có nghĩa là khi các bạn đăng một cái video lên thì cái video đó thời lượng là 10 phút. Và khi người dùng nhấp vào thì người dùng xem hết 10 phút đó, hoặc là người dùng xem tầm 70% trở lên, thì nghĩa là cái video đó được YouTube đánh giá rất là cao với mỗi lượt xem đó. Ví dụ như kênh các bạn có 100 người đăng ký và khi các bạn đăng video lên thì YouTube sẽ đề xuất ra cho 100 người đó. Và khi 100 người đó nhấp vào xem video của chúng ta, 100 người đó xem hết trên 50% thời lượng của video của chúng ta, thì chắc chắn rằng video đó sẽ được YouTube đánh giá cực kỳ cao và sẽ được đề xuất rộng rãi ra hàng trăm người khác hoặc hàng ngàn người khác nữa. Và ngược lại, ví dụ người dùng nhấp vào nhưng xem chỉ được 20 giây, 30 giây hoặc 1 phút, trong khi đó video của chúng ta có tới 10 phút, thì chắc chắn YouTube không thể nào đánh giá cao video của chúng ta và video đó chắc chắn sẽ không được đề xuất rộng rãi cho mọi người được. Và một điều nữa, sau khi người dùng xem video của chúng ta, họ có like video đó hay không? Họ có để lại bình luận hay không? Và họ có chia sẻ video đó rộng rãi đến mọi người hay không? Đó cũng là những yếu tố rất là quan trọng để YouTube đánh giá video. Bây giờ các bạn cứ suy nghĩ đi, nếu một video bình thường thì khi các bạn vào xem thì chừng vài chục giây hay là một hai phút thì các bạn sẽ đi ra, các bạn không xem tiếp. Nếu cái video đó hay, hấp dẫn thì các bạn mới xem gần hết thời lượng. Và lúc đó thì các bạn chắc chắn sẽ để lại like hoặc là bình luận. Đó là những yếu tố rất là quan trọng để YouTube đưa ra đánh giá, quyết định xem cái video đó có được đề xuất hay không. Và khi người dùng chia sẻ cái video đó bất cứ ở nơi đâu, ví dụ như là Facebook hay là Zalo, và nếu mà những cái người khác nhấp vào cái đường link đó thì chắc chắn cái video đó sẽ được đánh giá cao. Và còn một điều nữa, sau khi người dùng xem video của chúng ta và like video của chúng ta và bình luận video của chúng ta, thì còn một yếu tố nữa là người dùng quyết định có nhấn đăng ký kênh của chúng ta hay không. Có nghĩa là khi một người dùng tìm đến cái kênh của chúng ta, nhấn đăng ký ở kênh chúng ta, thì cái kênh của chúng ta sẽ được đánh giá cao. Còn khi người dùng xem video của chúng ta, nhấn đăng ký ở chỗ video của chúng ta, thì YouTube sẽ đánh giá cao cái video đó. Nếu mà một video khi mà người dùng xem thời lượng trên 50% cái video đó và nhấn like video đó, để lại bình luận trên video đó và chia sẻ video đó, thậm chí và nhấn đăng ký video đó, thì cái video đó đã hội tụ được tất cả các yếu tố, chắc chắn 100% video đó là một cái video rất là chất lượng, YouTube sẽ đề xuất rộng rãi cho mọi người. Và đó là một điều đương nhiên, bởi vì một video hay thì người dùng mới nhấn like, mới bình luận, mới chia sẻ, mới nhấn đăng ký. Và thêm một điều nữa khiến YouTube đánh giá cao video của chúng ta, đó là tỷ lệ người xem có quay lại video của chúng ta hay không. Có nghĩa là khi một người dùng xem video đó xong và thời gian sau họ có quay lại cái video đó họ xem nữa hay không, đó là một yếu tố rất là quan trọng để quyết định xem video đó có chất lượng hay không và được YouTube đánh giá mạnh mẽ hay không.
Và cái trường hợp người dùng quay lại video để xem thì chỉ có vào cái nội dung về âm nhạc, về những cái video hướng dẫn thì đa phần là người dùng có thể quay lại xem. Thế tâm ví dụ một cái video hướng dẫn làm bánh bông lan, thì khi các bạn không có biết làm bánh bông lan và các bạn vô xem cái video đó và các bạn làm theo, và một thời gian sau các bạn muốn làm cái bánh bông lan nhưng mà các bạn quên cái cách làm, thì bắt buộc các bạn phải lên YouTube tìm lại cái video đó để các bạn xem. Thì đó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để đánh giá cái video. Và những cái video hướng dẫn thì thường thì tỷ lệ người xem quay lại thì nó không bằng những cái video về âm nhạc, về karaoke. Như các bạn cũng đã biết thì khi một bài hát chúng ta nghe quen, nhất là những cái bài nhạc trẻ, bài trữ tình, khi các bạn nghe quen thì các bạn liên tục, có thể ngày nào các bạn cũng nghe, thậm chí các bạn nghe liên tục trong một tháng. Và còn một số video karaoke, chúng ta hát karaoke một bài nào đó và chúng ta quen với cái beat nhạc đó, thì sau này khi các bạn cứ vô bàn nhậu hay là muốn ca hát thì các bạn cứ tìm ngay video đó, các bạn cứ hát tiếp. Thì chính vì lý do đó mà những cái video nào mà karaoke mà nhiều lượt xem thì các bạn thấy cái lượt xem nó cứ tăng liên tục theo năm này tháng nọ, cái lượt xem rất là cao. Bởi vì cái video đó hội tụ được cái yếu tố đó là người dùng xem hết video. Cái yếu tố xem hết thời lượng video là cái yếu tố quan trọng nhất trong những cái yếu tố mà Thế Tâm liệt kê cho các bạn. Bởi vì khi một cái video các bạn vào các bạn không xem thì cho dù các bạn có nhấn like, có nhấn bình luận, có nhấn chia sẻ thì cũng vô ích đối với cái video đó. Bởi vì cái video đó các bạn thật sự không xem, nghĩa là video đó không hay thì YouTube sẽ không đánh giá cao video đó. Cho nên quyết định nằm ở chỗ thời lượng xem video. Và sau hết những cái yếu tố mà Thế Tâm vừa liệt kê ra để YouTube đánh giá cao một cái video của chúng ta, thì bây giờ vấn đề chính của chúng ta làm sao để video của chúng ta được đề xuất. Và như lúc đầu Thế Tâm đã nói, muốn video của chúng ta được đề xuất thì điều đầu tiên chắc chắn bắt buộc là kênh của chúng ta phải có lượt người đăng ký thực sự. Thì để có được lượt người đăng ký thì chắc chắn rằng kênh của các bạn sẽ đăng tải rất là nhiều video. Bởi vì khi các bạn phải đăng tải rất là nhiều video thì người dùng mới biết kênh bạn chính xác là chủ đề nào, thì họ yêu thích, họ mới theo dõi được cái kênh của các bạn. Ví dụ như kênh các bạn làm về karaoke và một người dùng họ thích hát karaoke và họ thường hay karaoke ở video của các bạn, thì chắc chắn 100% họ sẽ đăng ký kênh của các bạn để theo dõi những video của các bạn mới ra và để họ hát những cái beat nhạc mới nhất của các bạn mới ra. Cho nên khi chúng ta có được lượt người đăng ký rồi, chúng ta bắt đầu đầu tư vào nội dung video. Chúng ta phải luôn tìm tòi học hỏi làm sao để video của chúng ta ngày càng mới mẻ hơn, nó hay hơn, nó có cái gì đó nó thu hút người xem hơn. Các bạn nên chú ý đến ảnh bìa của video. Bởi vì khi một người dùng chưa nhấp vào video của chúng ta thì họ sẽ không biết video của chúng ta nội dung như thế nào, có hay hay không. Đó là họ chỉ nhìn và đánh giá video của chúng ta qua cái tiêu đề và cái ảnh bìa của video. Cho nên các bạn khi đăng video, các bạn chú ý đến cái tiêu đề video cũng như là cái ảnh bìa video. Các bạn nên trang trí làm sao cho nó đẹp mắt, nó thu hút người dùng để người ta phải nhấp vào cái video của mình. Và sau khi họ nhấp vào thì cái yếu tố nội dung video quyết định người dùng có xem tiếp hay không, hay là họ bỏ qua. Và sau khi chúng ta có nội dung video rồi thì chúng ta phải làm thế nào để người dùng xem hết video của chúng ta, hoặc ít nhất người dùng cũng xem trên 50% thời lượng video của chúng ta. Và đối với một kênh mới mà muốn có thời lượng xem video của người dùng cao thì Thế Tâm khuyên các bạn là nên làm ngắn video lại. Thay vì bình thường các bạn làm video 10 mấy phút, 20 mấy phút, 30 mấy phút thì bây giờ các bạn làm video ngắn lại từ 5 phút đến 7 phút, thậm chí 3 phút, 4 phút. Bởi vì khi các bạn làm video ngắn lại thì cái tỷ lệ mà người dùng xem trên 50% của chúng ta nó sẽ cao hơn. Thế Tâm nói ví dụ các bạn làm một cái video khoảng 30 giây thôi, thì khi người dùng vào cái video của chúng ta, họ chưa xem gì hết, họ chỉ nhấp vào, họ lay hoay, họ chưa được nhìn kịp cái gì hết trơn, thì nó đã trôi qua hơn 15 giây. Thì chắc chắn là chúng ta được hơn 50% thời lượng video rồi. Và chúng ta đã đạt được cái yếu tố thời lượng video thì chắc chắn video của chúng ta ít nhiều sẽ được đề xuất rộng rãi đến mọi người. Đó là Thế Tâm chỉ ví dụ cho các bạn hiểu, chứ Thế Tâm không khuyến khích các bạn đăng video 10 giây, 20 giây. Tại vì nếu các bạn đăng video ngắn quá, thời lượng 10 giây, 20 giây thì người xem sẽ không kịp xem, và quảng cáo nó cũng không kịp quảng cáo luôn, thì cũng không có tiền luôn, cũng như không. Và tổng kết lại, nếu muốn video của chúng ta được đề xuất trên YouTube thì bắt buộc chúng ta phải đăng tải video thường xuyên, ít nhất một tuần một video. Và khi làm video để đăng thì các bạn nên chú ý đến thời lượng video, chúng ta làm ngắn gọn, xúc tích. Và sau khi đăng video thì các bạn cũng chú ý đến cái tiêu đề cũng như là cái ảnh bìa video, làm sao cho nó hấp dẫn, nó phong phú và nó thu hút người xem. Và từ đó thì chúng ta mới có được lượt người đăng ký. Và khi các bạn có được một cái lượng người đăng ký ổn định trong kênh của chúng ta thì việc mà video của chúng ta đăng lên mỗi ngày được đề xuất thì chuyện đó quá là dễ dàng, khi chúng ta có được một cái lượng người đăng ký nhất định.
Và thật sự thì cũng còn rất là nhiều yếu tố để video của chúng ta được đề xuất trên YouTube. Nhưng Thế Tâm không thể nào nói hết cho tất cả các bạn nghe trong cái video này. Bởi vì nếu Thế Tâm làm cái video dài quá thì các bạn sẽ không xem hết cái thời lượng của video, và video của Thế Tâm không được đánh giá cao, không được đề xuất. Cho nên Thế Tâm chỉ làm tới đây thôi. Và mong rằng video này sẽ thật sự có ích cho tất cả các bạn mới làm vlog, cũng như là phần nào trả lời cho tất cả các bạn đang đi tìm câu hỏi làm sao để video được đề xuất trên YouTube. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Thế Tâm trong thời gian qua. Nếu các bạn yêu thích video này thì hãy nhấn like, và nếu chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn tiếp theo của Thế Tâm. Còn bây giờ, Thế Tâm xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.